Hôm nay là ngày chót của khóa học thăng hoa. Chúng ta đã thực tâm nhận thức ra chính bản thân của chúng ta và phần hồn của chúng ta, và mọi người đều ý thức rằng chúng ta đến đây tạm rồi sẽ ra đi, không ai vĩnh cửu nơi này. Thành ra tâm hồn của chúng ta hướng thượng, thăng hoa nhẹ nhàng và không có cái sự nghi kỵ mà tạo ra sự trì trệ nữa. Cho nên mỗi người đều ý thức đó, rõ vị trí của chính mình và cái cơ tiến hóa đã xoay chuyển vô cùng trong tâm thức của mọi người, và mọi người đã hướng thượng, đã tìm một con đường giải thoát cho chính mình. Giờ đây ra về phải dùng ý chí đó. Ta đã lỡ dấn thân làm con người rồi thì ta phải hy sinh, hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện cái đạo đức. Nếu mà chúng ta còn ôm cái tánh hư tật xấu, không bao giờ thể hiện được đạo đức. Chuyện gì ở thế gian cũng làm thành hết, nhưng mà phải có trật tự. Và trật tự chúng ta đã học nhiều rồi, ngay trong gia can, ngay trong xã hội đã giáo dục chúng ta không ít. Giữa tình người và tình người đã giáo dục chúng ta không ít. Kể cả tình yêu khăng khít của vợ chồng cũng đã giáo dục, rồi con cái cũng đã giáo dục. Không có chỗ nào không giáo dục chúng ta hết. Kể cả miếng cơm ăn, giấc ngủ cũng đang giáo dục chúng ta. Và để chúng ta hiểu cái giá trị và cái quyền năng sẵn có của mọi phần hồn, là chỉ có thức giác tha thứ và thương yêu cái phần hồn đó mới là trở nên cao đẹp. Mà phần hồn còn mê chấp là phần hồn có thể trở về ma quỷ tức khắc. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Cái ta hiểu, cái người chưa hiểu, cái ta chưa hiểu, người đã hiểu. Thì nếu mà chúng ta không có tha thứ và thương yêu, làm sao có cơ hội trao đổi với nhau mà thăng hoa tư tưởng được. Chúng ta phải có trao đổi trong cái thành thật mới có cơ hội thăng hoa. Ngày hôm nay các bạn đã từ phương xa đến, kể cả Việt Nam mới qua, cũng có được tư ngộ trong tâm thức như mấy nghìn năm xưa. Ngày nay ta đã tá ngộ và có cơ hội để giải bày tâm thức của chúng ta và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Nó thấm thía vô cùng trong cái tình người, rồi chúng ta mới nhìn lại quả địa cầu tròn vo. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ, đâu có ngờ mà gặp ông nơi đây. Làm sao nghĩ được, làm sao bàn được, thì tất cả những chuyện sắp tới đây cũng không thể nghĩ và bàn. Mà chính mình chỉ giữ quân bình thực hành để đi tới. Cái điều đó là điều quan trọng. Không có chuyện việc nghĩ bàn nữa. Nghĩ bàn tạo ra lý luận, mà chúng ta thực hành đi tới rồi dẹp lý luận, tự nhiên trở về với thực chất. Mà thực chất đó là một phần lớn giúp cho chúng ta đi tới cái chỗ toàn thiện toàn mỹ tốt hơn, rồi chúng ta mới cống hiến cho mọi người ở xung quanh. Nào, vì lúc đó bây giờ chúng ta mới thấy rằng, chúng cảm thức là vũ trụ với ta là một, mà vũ trụ làm việc nhiều hơn ta nhiều lắm. Mà chúng ta chỉ ẩn núp, mưa cũng sợ, nắng cũng sợ, người ta chửi nặng chửi nhẹ cũng sợ, thì được tự hại mình và không có khai triển. Đã lỡ dấn thân xuống thế gian thì cõi nào cũng vậy thôi. Học cho hết, lãnh một cái chết mà ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở lại thế gian. Cho nên ý chí chúng ta là vô cùng thăng hoa. Cho nên các bạn đã học qua khóa thăng hoa, các bạn thấy rõ rằng tất cả sự mê chấp không đưa chúng ta đến thăng hoa được, mà giác mê chấp thì chúng ta mới thăng hoa. Thấy rõ ràng thì chúng ta mới ý thức được con đường đi, không bao giờ bị thoái bộ, mà chính mình chặn đứng mình mà thôi. Cho nên địa ngục du ký đã nói rằng tội ta làm ta phải chịu, chứ không có người khác chịu được. Cho nên khi mà chết rồi xuống địa ngục rồi, tự nhiên ríu ríu đi vô ngồi cái vị trí đó mà thọ hình. Chính ta giết ta từ lúc đương sống thì chết chúng ta phải thọ cái sự đau đớn đó.
Cho nên phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần tôi chỉ kêu cái con đường sáng suốt này cho các bạn, và kêu phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứu mình, cứu họ, và thực hiện tha thứ và thương yêu. Hôm nay bữa chót tôi có bài thơ tả từ. Tả từ bản đạo về đây, yêu thương xây dựng vui vầy cảm giao, tình thương thực chất đổi trao, sửa mình tiến hóa bước vào nội tâm, biết mình chẳng có sai lầm, hướng về thanh tịnh khai tầm nở hoa, quý yêu huynh đệ một nhà. Hỏi tại sao nếu huynh đệ một nhà, tôi ở nhà khác, tôi người Tàu hay người Việt, người kia người Tây, mà làm sao lại một nhà? Đồng sống trong cái quả địa cầu này, đồng hưởng cái nguyên khí hít vô và thở ra, không có người nào khác hơn người nào hết. Cũng ôm tứ quan ngũ tạng như nhau, là không có phải là một sống chung một nhà không? Nếu mà không có nguyên khí, có tiền chất cao hơn người đi nữa mà hít thở không được cũng là chết. Khi hiểu được cái giá trị này, chúng ta mới nhìn nhận là quý yêu huynh đệ một nhà, luôn luôn gặp nhau phải có cái tình thương đậm đà ở trong quả địa cầu này. Không ngờ gặp được chị, không ngờ gặp được anh, tinh thần phục vụ phải tràn đầy sự thương yêu. Dù có sự sai lầm gì nữa chúng ta cũng phải tha thứ, chứ đừng có ôm chấp và tạo cái chuyện tâm tối trong đầu óc của chính mình. Thương yêu để ảnh hưởng và xây dựng cho chúng. Vì ở thế gian đây đâu có bao nhiêu năm, thấy mấy chục năm vậy chứ, không biết thương yêu nhau là uổng lắm. Con người biết thương con người, tình người phải thể hiện tình người để vui hòa với nhau thì thấy sống động và đi đâu cũng có an ninh. Con người chỉ tại thiếu thương nhau mới chuẩn bị khí giới để phòng ngừa sự phản cách của đối phương, mà kỳ thật cứ đối phương chạy đi đâu và phản cách, chạy đi chạy lại quanh quẩn cũng ở trong quả địa cầu này, cũng dùng cái nguyên khí như ta, có gì đâu mà phải tạo những cái khí giới giết nhau một cách vô lý và không bao giờ giết được phần hồn. Cho nên khi chúng ta hiểu được, chúng ta không còn mơ mộng thế lực xuống ống để giết hại mình và giết hại người khác, rốt cuộc phải thọ tội tại địa ngục là vậy. Thân hình vũ trụ trang hòa tình thương, khai thông nguyên lý mở đường, tiện trọng đà tiến nhiều gương gieo gương thế tình, càng tu càng tiến càng minh, thức trong đời đạo để huynh cảm hòa. Mình biết trong đời mình tha thứ được thì trong đạo mình đi dày công xây dựng cho nhau, đó kêu bằng dân thân ở trong luật trời để tiến hóa, giữ mình thánh sạch tình ta, từ quan quan chiếu vượt qua tình đời. Mình thanh sạch, mình đàng hoàng, đi đâu không có sợ người ta ám hại, thì mình thể hiện cái thực chất vượt qua tình đời. Vì mình là một người vì người, không có vì cá nhân, thì đi đâu mình cũng không sợ. Vía hồn chẳng có xa rời, quy thành dơ rõ nơi an toàn. Vía hồn lúc đó là vía hồn không có xa rời, vì không có tranh chấp có nội tâm, mà chỉ có dùng thanh quang để hòa với thanh quang ở bên trên hướng thượng, thì vía hồn đó có xa rời là quy một, quy thanh giới rõ nơi an toàn. Lúc đó sống ở thế gian nhưng mà không phải sống ở thế gian, lúc nào cũng cảm thấy sự an toàn vui trong tâm thức. Đạo tâm khai mở nhiều màng, độ sinh dưỡng trí thiên đàng trực thắng. Đạo tâm khai mở nhiều mà, lúc đó chúng ta hiểu đạo rồi. Đạo là vô cùng, khai triển đụng tới đâu mở tới đó, đụng tới đâu hiểu tới đó. Độ sinh dưỡng trí, lúc đó chúng ta cứu giúp tâm hồn nhiên cởi mở và dưỡng tâm trí cho chúng ta thiên đàng trực thăng đi tới chỗ thanh tịnh trong nháy mắt. Cảm thông quyến liếng nhiều tầng, quán thông cảm thông quyến liếng nhiều tầng, tâm lành tận độ một góc phần biển xây. Chúng ta cảm thông quyến liên nhiều tầng, chúng ta quyến liên nhiều tầng là nhiều tầng gì? Ngày nay chúng ta có ăn cũng là một tầng của thế gian qua qua xanh xanh tận độ cho chúng ta, miếng cơm manh áo, rồi thanh khí của càn khôn vũ trụ cũng nhiều tầng kết hợp mà tận độ chúng ta ngày hôm nay có sự sống trong lễ sống để nói đạo giúp đời khai triển tâm thức.
tâm lành tận độ một góp phần dựng xây cái tâm chúng ta lành, lúc nào cũng tận độ, lúc nào cũng hy sinh cho mọi người, góp phần dựng xây, xây dựng cho tương lai càng ngày càng tốt. Cần có cái hạnh, cái hạnh Bồ Tát lưu lại thế gian thì người hung dữ cách mấy phải nhìn thẳng vào hạnh, họ phải ăn năn tự thức. Xa xưa cho đến ngày nay, cộng đồng học hỏi vui xây đạo đời. Từ xa xưa tới tới ngày nay, luân hồi nhiều kiếp, học hỏi, cộng đồng học hỏi, tất cả mọi người có thể hiện trên mặt đất này là đang học hỏi vui xây đạo đời. Đạo cũng học mà đời cũng học nên mới có cơ tiến qua được. Vẫn còn đợi thỉnh vơ mờ, không phải nên tôi hay tôi giỏi, không mờ tôi không tới, nhưng mà sự tận tâm của tôi lúc nào tôi cũng giúp đỡ người ta, gặp đâu thì tôi giúp đỡ, nói sự thật và giúp đỡ họ tiến qua, không còn giấu giếm, không còn đặt ý làm thầy đề đầu thiên hạ, cái kiểu đó không có. Thị vi này cái nọ dẹp hết, giữ tâm thanh tịnh, chỉ đường sáng suốt cho mọi người đồng tu đồng tiến, dân thân cứu thức, cứu thức cứu giúp, học thời độ tha. Chúng ta dân thân là ngồi đó là dân thân, mà nói đạo chịu trách nhiệm những lời nói của chính chúng ta và thực hành, chứ không nói mà không làm. Chỉ người ta làm, mình không làm không được, mình phải làm. Chỉ người ta làm cách nào, mình phải làm đúng cách đó, chứ không phải nói cái miệng không. Cứu giúp, học thời độ tha là phải thực hành mới có được một cái từ quan ảnh hưởng người ta. Thực hành minh cảm lý hòa, giữ phần thanh sạch mà tình ta tình người. Thực hành minh cảm lý hòa, chúng ta trong thực hành rồi nó khai triển sự quân bình, thì cái lý luôn luôn nó hòa cảm trong thâm tâm, truyền cảm cho mọi người để mọi người có cơ hội tự thức. Giữ phần thanh sạch tình ta tình người lúc nào cũng phải đàng hoàng, trong hạnh hy sinh rõ ràng. Làm cho ai? Làm cho mọi người. Tu cho ai? Tu để cống hiến cho tất cả mọi người, một cử một động cũng vì tất cả mọi người, thì mới nên chữ đức. Chứ đạo đức không phải dễ có. Đạo có tâm đạo, nhưng mà cái đức là không phải dễ. Làm cái gì vì mọi người mới là có đức, mà vì ta, vì thụ lợi của cá nhân là không có đức. Các bạn phải nhớ cái câu này, chữ đức là quan trọng lắm. Trời Phật nhìn nhận mới có đức. Nếu mà làm cho ta biết ta có tiền, ta giàu sang là ta không có đức đâu. Ta có ác ở trong đó, ta mới có giàu có. Riêng biệt ích kỷ là ác. Còn này vì đã chúng, cũng như bây giờ tất cả những thiền viện ở trên thế giới mọc lên là vì ai? Vì tất cả mọi người. Cho nên mọi người phải đến tham gia trong thiền viện đó và đi trong cái thức công bằng thương yêu xây dựng. Ở đây không có cái ông nào mà độc quyền được ở trong cái thiền viện này, mà không có bà nào độc quyền thiền viện này. Nói đàng hoàng và sửa trong thức bình đẳng xây dựng cho nhau thì được. Còn nếu mà độc tài muốn chiếm thì tự nhiên nó phải bị loại ra, vì số người đã học về vô vi không có được vĩnh thờ. Nó đi trong sáng suốt thanh tịnh và nó đã đóng góp công cũng như của để nó xây dựng cho chung. Cho nên chúng ta, con người bước vào thiền viện phải nghĩ ngay, tôi phải hy sinh, tôi đóng góp những gì. Đó, thậm chí tôi đến đây giảng đạo cho các bạn, tôi cũng phải lo công chuyện tiền bạc này kia kia nọ, tôi phải lo đóng góp, phải tìm làm sao giúp được cái thiền viện cho mọi người kế tiếp có chỗ dừng chân để học hỏi và tiến qua, chứ không phải là cho cá nhân tôi. Tôi nói bây giờ tôi xin phép các bạn cho tôi ở đây tháng, các bạn chắc chắn phải cho tôi nuôi cá cơm, không bao giờ tôi lợi dụng cái này, chắc chắn là không có lợi dụng. Thà là tôi chết tôi nằm ở ngoài hè chứ tôi không có lợi dụng tiền bạc của các bạn mà để tôi sống. Cho nên tất cả thiền viện ở thế giới họ ngạc nhiên tại sao ông Tám tới mấy ngày đắm tiền rồi đúng ngày đúng giờ là ông vali ra đi, vì để cho cái gương lành cho mọi người phải học như vậy và trở về đóng góp với nhau trong tình thương xây dựng thanh bạch như vậy mới được. Còn nói là lợi dụng, bây giờ cất cái thiền viện lợi dụng lên nhậu nhẹt chơi bời
đủ chuyện rồi lợi dụng tình thế, cái đó không được. Ta đây là sư, ta là chúa chùa, chết chết tất cả những người tu mà chết luôn cả mình nữa. Thành ra tất cả những thiền viện đều của thiền sinh, và có tất cả sự đóng góp phát tâm của những vị mạnh thường quân luôn luôn lai vãng lo chăm sóc, mà mọi người phải có cái hạnh hy sinh ăn một trả mười. Tôi già không làm được gì, tôi cũng phải đi làm việc, đi chăm cứu, kiếm chút tiền đóng góp, làm bất cứ cái gì khả năng có tiền đóng góp cho thiền viện, tôi đóng góp, chứ không có ngửa tay xin. Không có vụ đó. Từ nhỏ đến lớn không có cái tánh ngửa tay xin tiền người ta, quen rồi, nhưng mà không thích những cái hành động đó. Cho nên tôi mong tất cả mọi người noi theo gương đó, lập hạnh hy sinh cao lên để vun bồi thực chất của chúng ta có, rồi nhóm người của chúng ta, người ta nhìn vào người ta thấy thanh bạch đàng hoàng, không có độc tài, hòa cảm thương yêu xây dựng, thì lúc đó mọi người sẽ về với chúng ta, đó là hạnh phúc. Tuy rằng chúng ta không hưởng được tiền bạc, không danh của, nhưng mà cái tâm của chúng ta an. Khi bước vào thiền viện trong lành, tâm chúng ta an, đó là hạnh phúc rồi. Cho nên phải nhớ, cái tiền của chúng ta không bao giờ bị xé rách, là nguyên điển của thanh quan. Cho nên các bạn răng tu và thực hành cái tâm hạnh đúng như vậy, thì các bạn không bao giờ bị vơ vơ và sung sướng mãi mãi suốt cả một kiếp người tại thế gian, và tương lai nhắm mặt đi về trời không bị kẹt nữa. Chúng vui ốm nở nụ cười, tạm xa vẫn giữ ly trời mà tu, chẳng còn khờ dại tạo ngu, thích tâm bình thản an du hoài hoài. Cha trời lập sẵn thanh đài, chờ con tiến hóa ngộ ngài trong tâm. Đó, những cái thiền viện quy thức, thiền viện vĩ kiên, thiền viện hai không, thiền viện nhẫn nhẫn hòa, hay là tương lai ở bên Úc có thiền viện đi nữa, cũng là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Mà những người nào bước vào cơ đồ tâm linh của Thượng Đế không chính chắn, không đàng hoàng, chính nó phải tự đuổi nó. Có kiến quang thanh chứng minh, quang thanh sẽ làm việc thúc đẩy cho nó nóng nảy, tự nó phải tự rời ra khỏi thiền viện để cho nó thấy rõ luật trả. Rồi trong một thời gian nào nó ăn năn, nó có thể trở về nhà của nó. Cơ đồ của Thượng Đế là nhà của chúng sinh, nhà của mọi người được hưởng. Mà nếu tâm nó còn mê chấp, không bao giờ nó bước vào ngưỡng cửa của Thượng Đế được. Tự nó đi ra, rồi tự nó nói xàm, rồi tự nó hại thần kinh, nó không phát triển được. Còn người nào mà thật có thực chất dấn thân hy sinh, thì về cái thiền viện cảm thấy sung sướng và hăng say trong tinh thần đóng góp xây dựng. Có tiền giúp tiền, không tiền giúp đạo, thực hành nhiều hơn và giải thích cho tất cả mọi người biết được chân lý, để đồng để tự đi và đồng đi với chúng ta. Nó khác ở chỗ đó, nó khác các nơi khác ở chỗ đó. Thấy cái căn nhà này không ai gác, không ai giữ, mà phạm luật coi nóng nảy là tự nhiên ra đi. Nhiều người cũng có đến đây thử rồi, nói tôi muốn ở đây suốt đời, nhưng mà ở không có bao lâu, nóng nảy bực bội rồi đi. Vì cái tâm nó không có định, nó không có dứt khoát. Chỉ chừa cho những người dứt khoát, thanh tịnh và không cần biết gì chuyện đời, không biết những chuyện phê mê chấp nữa, và chỉ biết sự thanh tịnh của nội tâm, thì người đó mới được ở đây và được hưởng. Căn nhà có mấy thước nhỏ vậy, nhưng mà không dễ ở. Cái tâm phải rất ổn định, thanh bạch, sáng suốt mới được ngự nơi đây. Và khi mà chịu ngự ở đây từ 5-3 năm ra rồi, không thua ai hết. Tự nhiên nó giỏi lên, tự nhiên nó sáng suốt lên, nó mở trí lên, bừng sáng trong nội tâm. Nó có gì sử dụng ba pháp soi hồn, pháp lớn tuyệt định, thảnh thơ ra cuốc ba cây cỏ chơi vậy. Nhưng mà nó được, nếu nó chịu giữ cái dũng chí thanh tịnh ở đây, nó sẽ được trọn vẹn.
Cho nên các bạn về đây sống với tôi đâu có mấy ngày, các bạn thấy quên hết thế sự, quên hết chuyện gia can gì, quên hết, như tôi ở cõi khác rồi. Nó nhẹ tới vậy đó. Mà nếu các bạn thực hành đi nữa thì các bạn đêm đêm ngày ngày các bạn liên lạc ở bên trên rồi. Mình chính mình đi được, chứng kiến được, có những ai lai vãng mình thấy và thực chất, chứ không phải là nói lớn và nghe lớn. Cho nên cái cơ đồ này không phải là con người quyết định mà làm được, tự nhiên chuyển như vậy, rồi hội nhập lên anh em lên, rồi lên cắt thành cái thiền viện này. Chứ ban đầu không có ai có cái ý niệm mà cắt cái thiền viện này đâu. Nhưng mà sự xoay chuyển của bề trên, xoay chuyển trong sạch thanh quang chứ không phải tà khí, nó thành hình đó. Rồi những người mà đã làm thành hình rồi mới thấy rằng à, tôi tưởng là không xong nhưng mà nó sạch. Mà cắt nó đều như vậy, để cho người ta thấy rằng còn cõi bên kia, còn bề trên cộng tác với mình làm việc, chứ không phải chính chúng ta làm việc. Cho nên những người về đây, ai muốn về cũng dễ hết, bước vô cũng dễ, nhưng mà sống lâu hay là không, đó do tâm. Mà tâm người đó trì ghi chí và cương quyết nói sao làm vậy, người đó sẽ được. Mà người đó nửa chừng thay đổi trong mê chấp, nó tự đi. Có luật chứ không phải có luật, không có luật, luật trời có. Chứ hôm nay buổi chót không có gì nói hơn là chúc các bạn thượng lộ bình an. Và chúng ta hy vọng mọi người về biết lo tu. Tu là quan trọng. Tu là đền ơn cho tất cả. Tu là thương yêu tất cả. Tu là xây dựng. Ráng tu nhiều hơn. Và bỏ tất cả những chuyện ngoài tai là chuyện của ngoài tai, chúng ta không đem vô trong chi. Chúng ta thì thực hành khai triển bên trong ra thôi. Vô vi là xuất ra, chứ không phải đem từ bên ngoài vô ép tâm thức. Phải nhớ cái nào mà đem từ bên ngoài vô ép tâm thức là không được. Từ hồi nào giờ ông Tám đâu có kêu buộc bà con phải làm cái gì. Kêu thương yêu, kêu sử dụng sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và đóng góp trong thanh tịnh để xây dựng một cơ đồ cho chung tất cả mọi người, chứ không có riêng gì cho ông Tám. Nhưng mà ông Tám cũng là một phần tử đóng góp như các bạn, không có gì khác hết. Thì thấy cái thức bình đẳng trao đổi, chúng ta mới an nhiên tự tại, thăng hoa, tiến trong thanh tịnh rõ rệt, không có sự cách biệt. Đừng có nói mấy người tu nhẹ giỏi hơn tôi, họ sướng hơn tôi, họ khổ hơn các bạn. Họ còn phải lo cho các bạn từ ly từ tí, công ăn việc làm, những chuyện xung quanh phản cách đủ chuyện hết, nhưng mà các bạn đâu có biết. Ngày đêm những người tu cao thiền để làm gì? Phải có cái tinh thần phục vụ đó. Kẻ lớn người nhỏ hướng về mình phải giúp đỡ và phải xây dựng. Cái phần đó là cái phần thiêng liêng tuyệt đối, làm việc gấp triệu lần người thế gian, không có trì trệ được. Chứ đừng nói tôi tu cao rồi tôi không cần biết ai. Tôi tu cao tôi cũng phải làm việc nhiều hơn. Tuy rằng tôi không có cơ hội gặp người ta, nhưng mà tâm linh tôi cứ hướng về bản đạo và xây dựng cho trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ càng ngày càng phong phú hơn, để ban cho nhân loại tránh những cái bệnh hoạn, tránh những diệt cái tâm bệnh của chúng nó, và để chúng nó thăng hoa trở về nguồn cội. Cho nên mọi người vô vi là niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu, là hướng thẳng về trung tâm sinh lực, đóng góp cho trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mới có khả năng làm việc nhiều cho chúng sanh về tâm đạo. Cho nên thấy ngồi làm thinh đó, nhưng mà làm việc đại sự, không phải là chuyện chơi. Cho nên các bạn ý thức việc của các bác là các bạn làm, là các bạn đang làm việc với cho Thượng Đế, với Thượng Đế, chứ không phải làm chuyện u ơ của người thế gian nghĩ trong phàm tánh. Cho nên chuyện ngoài tai của người thế gian chúng ta bỏ, không nghe, không cân bằng, mà giữ cái thanh tịnh để thăng hoa, để dâng cho trời,
cống hiến cho nhân loại, đền ơn cha mẹ rõ ràng. Hiện đây các bạn còn chút đỉnh gì thắc mắc muốn trao đổi với tôi thì xin mời lên đây, bằng không thì chúng ta giải tán và lo lên được. Ngon lắm mẹ. Con và nhắn sư lại hỏi Đức Phật. Có một đứa con 6-7 tuổi, con gái mà không biết bao cái gì mà nó mổ hoài, mổ 3-4 lần rồi. Rồi y nói y không biết làm sao. Rồi chế tôi nói lại hỏi thì người mẹ muốn giúp người con thì phải niệm Phật hướng về người con mà thôi. Còn cái nghiệp của nó, đừng có nói con nít là hiền. Nó cũng chặt đầu lột da thiên hạ. Rồi bây giờ lên đây tiếp tục, nó phải tạo nghiệp để thức tâm. Cho nên người mẹ biết niệm Phật rồi chỉ cho con. Con niệm Phật đi con, tội con không có ít đâu. Bao nhiêu đứa con nít kia không bị mổ xẻ, tại sao con bị mổ xẻ? Con hiểu không? Con không hiểu cái này. Nó có cái luật ở trong đó. Thấy không? Chứ niệm Phật để độ cái phần hồn nó và nói cho nó nghe cái luân hồi. Ở đây có cái luân hồi. Cái luân hồi của con người là không phải hết tội đâu. Được hãnh diện làm con người, vậy mà con người cái tội chưa có hoàn tất, phải cho một nghiệp thân rất nặng nó mới thức tâm. Còn không nó không thức tâm. Cho nên ông trời sắp đặt đều rõ ràng. Cho nên những người bệnh đó không phải người hiền, nhưng mà tình thương cha mẹ vẫn niệm Phật độ cho con. Mong con được duyên lành, được gặp thầy hay thuốc giỏi. Cho mẹ không có khả năng, nhưng mà phải mẹ phải tu. Cái gốc là mẹ, cha mẹ phải tu, phải đạo đức, phải tu, thì cái bệnh đó tự nhiên gặp thuốc hay thầy giỏi giúp con, đỡ. Con cũng thấy từ ngày mà sang con đó cái nghiệp sát á, cho sang con, sang quán là nghiệp sát. Cái nghiệp sát đó bây giờ mình sống trên cái chết của mọi người, mình mổ xẻ một ngày bấy nhiêu thì con mình phải bị mổ xẻ bấy nhiêu. Mà nếu con mình không thế mình thì tới ngày nào mình cũng là không mổ ruột mổ gan rồi đi tới chỗ chết. Thấy không? Mình sống trên cái chết của người ta mà. Thấy không? Thì cái đó là một cái nghiệp rất lớn, nghiệp sát. Tôi có rất nhiều bạn bè làm giàu lên lên bừng bừng bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ, nhưng mà rốt cuộc rồi tới cái giờ chết thì cũng mổ cuốn họng thì cũng mổ gan. Mình moi móc nó moi móc lại, luật mà. Thấy chưa? Cho nên những người nào mà thức tâm thì nghĩ đó, bớt đi, bớt làm điều ác đi, mà ăn năn đi ăn chay lo tu, may ra được cứu rỗi. Còn không, luật là luật, không có ai vô can thiệp được hết. Chắc chắn là không can thiệp được. Rồi. Thế thì nay tôi không biết nghĩa là tài họ. Nếu người ta phải chạy ai ký bán cho... Không phải đâu, không phải. Con quê ồn. Không phải. Không có ký bán cho cái ông nào được hết á. Cái gia can đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức có đầu có đuôi, mà làm ác mà tưởng mình là thiện. Thì bây giờ mình dẹp cái nghề đó đi, học khổ đi, lo tu đi. Bởi vì một kiếp này học hỏi để thăng hoa, chứ không phải cái kiếp này để xuống đây để làm giàu. Nhiều người sai lầm lắm, ra đây nếu làm giàu, mở restaurant, rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền, mà chỉ ôm cái khổ. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết, nhưng mà nói họ không nghe. Nên tôi phải có việc làm ăn, nhưng không có việc làm ăn là chết còn gì. Nhưng mà kể nó họ làm.
họ làm để đụng tới cái thân họ, họ mới thức. Họ đòi tiền thì cho họ giỡn với tiền thời gian rồi họ cũng chán. Chứ cái tình thương nói thì chỉ nói có một lần thôi, mà nhắc hoài cũng vô ích. Tôi nói có một lần, nghiệp sát tôi nói có một lần. Ai khôn thì tránh, mà dạy thì gánh. Có bao nhiêu ra thôi. Thấy không? Họ có khả năng gánh thì họ gánh, cho mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì luật của ông trời sắp đặt như vậy, không có ai cãi và sửa được. Đó, bây giờ bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm, thiệt. Đi xe hạng nhất không à, máy bay hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất hết. Mà ngồi lại hỏi, bây giờ ông giàu có, ông có bệnh gì? Đủ thứ bệnh. Đủ thứ bệnh trong mình. Tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắt vậy. Tiền nhiều bệnh đắt, khách cũng đông. Đó, thì họ đâu có thấy cái gì đâu. Họ chỉ thấy là bệnh nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm này lấy cái tiền đâu mướn bác sĩ. Mà ông thấy là bệnh chính họ gieo bệnh. Họ giáp cái này á, cái bệnh hợp hết. Họ không hay. Ngay mình nên mình đi tranh chấp gây hơn thua với người ta đó, mình còn bệnh mà. Bây giờ bà mỗi ngày bà bỏ niệm Phật, bỏ tu đi, bà cứ giận hờn, có thứ đố bà ngủ được. Ngủ không được, bà giận đạo này giận đạo nọ rồi thét rồi sanh bệnh. À, rồi nói tôi làm gì, tôi cứ cúng Phật không mà tôi bệnh, tôi cúng Phật mà tôi còn giận người ta là bệnh rồi như nữa. Cúng Phật là tôi phải bỏ nghiệp tâm, tôi bỏ tất cả những sự giận hờn, tôi mới kêu người cúng Phật. Cúng Phật mà còn giận hờn là cúng cái gì? Cúng ma, rước ma vào tâm. Sao? Nói cho anh nghe. Và nếu anh biết chữ, xin cuốn sách Luân Hồi Du Ký ở đây đó. Trên đặt. Ở đây có cuốn sách. Ông Trần Năng gì bác sĩ? Không biết ở đây Trần Năng gì hết. Chơi đọc đi, chịu khó đọc đi. Địa Ngục Du Ký đọc đi. Không có phải hại y, và không có cho người ta đi chết đói mà y đổi cái nghề rồi đi còn thanh nhẹ, y ăn ít mà y sống dài. Để thương cái đứa nhỏ mổ hoài đau quá. Giờ nó, đau mắt theo nó muốn mổ mắt nữa. Thì nó đủ chuyện. Tại vì nó không thấy. Nó mà mổ lần là những cái xác chết ở trong cái restaurant nó vô tay. Để theo phá nữa. Vậy đó, bởi vì sống trên sự chết của nó mà. Mà không biết cách độ nó. Sống trên sự chết. Thế khổ lắm. Ký bán cho ta làm con cũng không có. Không có ăn chung gì hết đó. Ký bán gì nó ở trong cái góc đó ra mà ký bán nhà ai? Cái góc sữa nó được hưởng. Mà ở góc không sữa nó không được hưởng gì hết. Thấy không? Như bây giờ chị là mẹ, chị tốt, chị hiền, chị lo tu. Con trai làm ăn dễ dàng. Không có khó. Mà chị gây gắt với người ta là con chị nó nhức óc là nó làm không được. Nó gặp nghĩa là tai nạn liên miên, không có phát triển được. Đó. Cái cha mẹ mà tính quá đó, con không có phát triển. Tôi nói hoài, có nhiều người tôi nói hoài, kể cả những người trong gia đình tôi cũng nói, mà tính quá là con không phát triển. Đúng đắn như vậy giờ phút này mới thấy rõ. Con chửi cha. Con đời quánh cha. Là tại mình không biết mà. Không biết cái đạo đức nằm ở đâu. Cứ nghĩ gì tiền, không nghĩ gì nhân đạo, không nghĩ giá trị con người là thất bại. Phải kính trọng giá trị con người. Dù cho một người đó què quặt đi nữa, bệnh hoạn đi nữa, mình cũng kính trọng thương yêu. Vì thương yêu, cái tội nó đã làm nhiều quá mà nó không biết. Mình đem tâm từ bi thương yêu, chứ mình đừng có kỳ thị nó. Kỳ thị nó bữa sau mình lãnh đủ. Cũng như mình giống da vàng, mình kỳ thị giống da đen, rồi bữa sau thì mình làm mọi rinh rình cái gì. Ông trời thấy cái kỳ thị cái đó là mình nghĩ về cái đó. Nghĩ về cái đó khi mình chết thì cái đó nó hút. Nhất định sắp đặt qua cái giới đó.
cái dân gì mà không quần không áo mọi rợ rồi bữa sau mình làm mọi rợ. Chứ đừng có nói tôi kỳ thị người đó rồi tôi được cái gì, có được cái gì đâu. Cho nên cái luật trời nó làm rất kỹ, rất tỉ mỉ mà không có xê xích. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, trong 3 ngày ngắn ngủi của khóa học tham qua, thầy đã ban cho chúng ta ân điểm rất nhiều. Thay mặt tất cả các đạo hữu đây, con thành tâm cảm ơn thầy đã khai mở tâm thức của chúng con rất nhiều trong 3 ngày ngắn ngủi này. Thì tôi mong rằng mọi người thấy rằng mình về đây gặp nhau vui mừng. Tuy rằng không có sống chung như người trong gia đình, nhưng mà sung sướng hơn gặp những người gia đình. Tại sao? Cho nên người tu hành khổ luôn luôn hướng thượng và hòa đồng với vũ trụ càn khôn, thì cái phần thanh quan nó khác, mặt mày nó khác. Khi các bạn nhìn tôi, các bạn thấy nhẹ nhàng và muốn sống ở đây nhiều ngày hơn, sống được lâu hơn. Nhưng học sự kích động và phản động để tìm sự thanh tịnh của chính mình. Nhưng hậu nơi nào cũng là nơi thanh quan, mà nơi nào cũng nơi của chúng ta sống để tiên, thành ra không còn sự lo nữa. Hiện đây tôi cũng xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thường lộ bình an. Mỗi hai chung có gì? Anh lên đây nói chuyện. Nhỏ, từ từ lớn. Con hay hờn mát, hay nóng tánh từ nhỏ tới lớn, rồi cái cơ tạng này đều giới hạn. Người nào cũng trong một thời gian mà mình xài quá, người ta đáng lẽ đưa lên, nhưng mình giận mình đưa xuống, thì hai cái nó kích, rồi tới già nó sanh bệnh. Nhất chỗ này, nhất chỗ kia, nhất chỗ nọ. Cho nên bây giờ ở đây có cái pháp nằm làm chí minh hít thở là giải nó ra, đem nó ra. Không nuôi bên trong nữa, không nóng tánh nữa, không giận hờn bất cứ đứa nào. Chữ cha ta tao cũng không giận, nghĩ như vậy đó thì bệnh nó hết. À, mấy thằng nít mày lên mày chữ cha tao đi, tao già mày chữ đi, tao không có giận. Ê, đây, hết giận rồi là hết bệnh. Bị gì nó kẹt một cục ở trong đó, biết không? Giải nó ra cái nó hết. Chuyện của ai thì kệ, con cháu thì kệ, tao bây giờ già tao nghĩ chết rồi. Bây giờ tụi bay để ra bàn thờ, bay chửi cha tao tao cũng không giận. Bây giờ nghĩ tao chết đi, bay chửi tao không giận. Bay chửi đi, không giận. Đứa nào giỏi tới chửi tao, hạch tội tao, tao hồi nhỏ tao xấu với tụi bay là cái gì. Bây giờ bay cứ kêu mặt bay chửi, kêu bà nội chửi đi, bà ngoại chửi đi. Chửi thét bà nội ngoại mạnh. Dám làm không? Dám làm không? Dám làm là nghĩa là ít tuần lễ là thấy hết mỏi mình rồi. Rồi lúc đó nó mạnh lên. Ồ khoái quá, tôi bỏ được rồi. Tôi không có giận con rồi, tôi không có giận cháu rồi, tôi không có hờn đứa nào hết rồi. Tôi thanh nhẹ. Trị bệnh một cái một. Làm đi. Rồi làm thử rồi nói ông Tám Linh được không? Cứ giật trên chữ đi. Mà tôi phải lên chữ đi. Chữ bà nội, chữ cho nhiều, chữ bà ngoại, chữ cho nhiều. Bà ngoại nói bậy nói bà lên giật tội bà ngoại ra cái hết. Bà nội hết bệnh. Thử thôi. Đừng sợ. Đừng sợ. Tôi nói thiệt, đó là một cái phương pháp trị bệnh không cần thuốc mà hết bệnh. Cái tâm vui là nó hết bệnh rồi. Tôi xin nói một cái này. Đi về ngành Việt Nam đi coi con coi cháu được không? Không có đi ai hết. Ở đây là niệm Phật. Tới vậy thì giờ sắp tới rồi, không có đi nữa. Niệm Phật. Nó sau này nó có duyên là nó tới thăm, còn không thôi. Bây giờ mình lo mình tu. Linh tu là độ cho nó trong cái cơn đau khổ này. Không đi. Không đi. Nhưng mà phải làm cái như tôi, bỏ hết cái nóng là hết bệnh. Chịu như vậy đó, đừng có sao hết á. Ai chịu cũng được. Thấy không? Rồi mình chết rồi nó để bàn thờ, nó muốn chửi sao nó chửi chứ. Nó chửi nhiều mình hết bệnh, hết nghiệp. Hiểu không? Ờ, đứng đi, đứng đi, đứng đi. Không, không có cháu, còn cháu được hơn nào đi. Nhân loại còn đông hơn con cháu, không có đi.
Giờ già rồi ở đây là niệm Phật. Ông bây giờ bữa nay đi về nhà rồi. Ừ, thì đi về. Bữa nay đi về bình an. Nghe lại muốn hỏi tôi thì tôi chỉ một cái một mà không chịu làm là nó nhức mình hoài. Chính mày quý đầu đi về.